Các bạn thân mến, vừa rồi thì à, Bộ Giáo Dục cũng đã công bố về đề minh họa chính thức lần thứ hai này rồi phải không ạ? Và hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây để chữa bài cùng với các bạn chữa cái đề đó, gợi ý cho các bạn về cái cách xử lý đề đó. Ok không nào? Nếu như mà các bạn đang lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Không hiểu tại sao nhưng mà khi mà chị in đề ra thì không thể nào in được cái chỗ phần trên này. Đó, thế nên là các bạn sẽ sẽ lưu ý giúp chị nha. Tắt. tiếng được mà em. còn giao tay nghe mà. ok không các bạn ơi, à, chị sẽ tặng cái phần à, chị sẽ tặng cho 200 bạn đầu tiên. Xin cái đáp án chính thức bởi vì trong cái phần đáp án chính thức này không những là trình bày theo phần 3 trăm điểm mà chị sẽ còn trình bày theo phần là chúng ta sẽ trình bày giống như là một bài thi luôn. Có nghĩa là cái phần nghị luận xã hội và phần nghị luận văn học Chị đã trình bày thành đoạn văn và bài văn hoàn chỉnh rồi Chị sẽ tặng cái phần đó cho 200 bạn đầu tiên Khi mà các bạn chia sẻ phần livestream này Được không nào? Nhá Nên là nếu như mà ai muốn nhận Cái phần đáp án chính thức Vừa chính thức mà lại vừa chi tiết Cái phần chữa chi tiết Thì các bạn hãy nhanh chóng nhá Các em hãy nhanh chóng chia sẻ phần livestream này Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chữa luôn nhá Được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chữa luôn cái đề này À, không để mất thời gian của các bạn nữa. <laughs> đúng rồi chữa luôn chứ bởi vì chị biết là các bạn đang rất là băn khoăn về cái đề này nên là chị sẽ chữa luôn. bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu đầu tiên. trước tiên chúng ta nhìn tổng quan một chút xíu nhé về cái đề minh họa mà chúng ta vừa mới nhận được thì các bạn có thể thấy ở đây là hiện tại cái đề minh họa này về cấu trúc của đề thi thì không có gì thay đổi vẫn bao gồm hai phần đúng không ạ? thứ nhất đó là phần đọc hiểu và thứ hai là phần làm văn. Không có gì thay đổi cả. Về cấu trúc vẫn như vậy. Ok chưa ạ? Thì các bạn chú ý giúp chị rằng trong phần đọc hiểu này chúng ta vẫn bao gồm 4 câu hỏi nhỏ cùng với một cái văn bản được cho sẵn. Ok không nào? Và cái thứ hai, chúng ta có phần làm văn ở đây vẫn là hai câu, một là một đoạn văn nghị luận xã hội. Và hai là một đoạn văn là một bài văn chị xin lỗi, bài văn nghị luận văn học. Không có gì thay đổi ở trong cấu trúc của đề thi cả đúng không thế nên là chị nghĩ rằng là nếu như mà để so sánh cái đề này với cái đề minh họa đầu tiên nói về mức độ khó thì chị cảm thấy là cái đề này nó sẽ gọi là cơ bản hơn so với cái đề đầu tiên mà các bạn làm đề này nó sẽ cơ bản hơn cơ bản đồng nghĩa với việc là đòi hỏi của những giáo viên chấm cũng sẽ cao hơn đối với các bạn bởi vì đề dễ thì người ta sẽ mong những cái bài viết chất lượng thế nên là chị muốn là các bạn sẽ chú ý rằng là Bây giờ tưởng rằng là đề đơn giản, đề cơ bản Nhưng mà chúng ta cần thiết vẫn phải làm gì ạ? À cần thiết là chúng ta vẫn phải viết những cái bài văn cực kỳ là chất lượng Ok không? Hãy nhớ là chị chỉ tặng đáp án chi tiết, siêu chi tiết cho 200 bạn đầu tiên chia sẻ Sau đó ngay lập tức chụp cái ảnh và nhắn tin về cho fanpage nha Bởi vì hiện tại thì team chị Yên đã có đáp án chi tiết rồi Vừa có 3 em điểm của bộ giáo dục Lại vừa có cái phần viết sẵn cho các em để các em biết cách làm nữa được không nào? Nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa luôn cái đề này Nhận xét về cơ bản là như vậy à, Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là khi mà cái phần này này Cái phần câu 5 điểm ấy Thì đây chính là cái phần mà các bạn quan tâm nhất Thì cái đề minh họa này lại vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Chị biết là có nhiều bạn thì đã cực kỳ gọi là tủ cái bài này Và nhiều bạn thì cho rằng là em rất là thích cái đoạn này và em muốn là thi vào cái đoạn này Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là Bài thơ của Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng vẫn có rất là nhiều những cái đoạn hay khác cơ mà, đúng không? Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ định hình được rằng là à, bây giờ thì chúng ta cần phải học trọng tâm cái gì. Chị nghĩ là về mức độ khó thì sẽ không làm khó được các bạn. Nếu như các em đã ôn môn văn chăm chỉ, nhưng mà không được vì như vậy mà chúng ta chủ quan. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa cái đề này nhá. Chị vừa phân tích cho các bạn về cấu trúc đề rồi, không có gì thay đổi nhiều và về cái mức độ khó thì đây cũng chỉ là dạng đề cơ bản thôi, không có gì gọi là tạo ra một cái khiến cho các bạn quá khó khăn, nên là hãy cố gắng để giành được số điểm văn cao. Nếu như mà số điểm văn cao mà cộng thêm với tất cả những số điểm khác cao thì chắc chắn các em sẽ có một cái kỳ thi cực kỳ tuyệt vời rồi. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa phần đọc hiểu cùng với chị ngay lập tức nhá. Nhanh chóng chia sẻ phần livestream để có thể nhận được đáp án chính thức nha. Chúng ta có một cái văn bản như sau. Con người mong muốn, con người luôn mong muốn được người khác lắng nghe và công nhận. Do đó, mỗi người chị không tại vì là khi mà chị in ra thì nó cứ bị lỗi cái phần này á. Nên các bạn sẽ đợi chị chút xíu rồi chị mở này ra chị đọc cho các bạn. Rồi, con người luôn mong muốn được người khác lắng nghe và công nhận. Do đó, mỗi người biết cách lắng nghe thường là được yêu thường là người được yêu quý và tôn trọng. Những người có thói quen hay phản, hay phản đối người khác thường chỉ nhận được phản ứng bực bội và bị làng tránh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn được phép bảo vệ lập trường của mình, nhưng bạn cần thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã. Đừng để những cảm xúc nóng vội lấn át lý trí của bạn. Hãy tạo điều kiện cho người đối diện nói hết quan điểm của họ, sau đó bạn mới trình bày nhận định của cá nhân mình. Khi đó, bạn không những thực hiện được quan điểm của mình mà cũng không hạ thấp người khác. Hãy làm cho người khác tận hưởng niềm vui được tỏa sáng. Hãy bỏ thói quen luôn cho rằng mình đúng, đừng áp đặt, hãy gợi mở. Mọi người xung quanh bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tin tưởng và mở lòng ra với bạn hơn. Bạn sẽ có được niềm vui lớn khi giúp người khác hạnh phúc. Được không nào? Chúng ta có một cái đoạn văn bản ở đây, phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là à, đây là cái đoạn văn bản được trích từ tất cả đều là chuyện nhỏ của nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đi năm 2007 và cụ thể là ở trang 39 và 40. Đa số bây giờ thì chúng ta đều thấy rằng là các cái đề mà liên quan tới phần đọc hiểu ấy thường là sẽ hướng cá nhân các em tới những cái điều đẹp đẽ ở trong cuộc sống. Và thường nó sẽ nói về những cái mà về những cái điều mà các bạn có thể thay đổi được ngay. Ví dụ như ở trong cái đoạn văn này, nó là cái bài học để giúp cho các bạn có thể hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đúng không? Thoạt đầu cảm nhận là chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái đoạn văn bản giúp cho chúng ta hiểu ra được rằng là à, thì ra trong cuộc sống thì cái việc lắng nghe rất là quan trọng và chúng ta cần phải hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đúng không? Chúng mình cần phải hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để lắng nghe người khác. Bởi vì khi mà bạn hạ được cái nhận, cái tôi cá nhân của mình xuống thì không những là bạn lắng nghe được quan điểm của người khác mà bạn cũng đồng thời thể hiện được cái quan điểm của mình và mối quan hệ giữa bạn với mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây, câu số 1. Đây thường sẽ là câu cho điểm và như chị đã nói với các bạn rồi, đây sẽ là cái câu mà thường người ta sẽ hỏi về cái phạm vi kiến thức cơ bản và cụ thể ở đây là người ta hỏi về phương thức biểu đạt chính. Đúng không ạ? Hãy nhớ giúp chị một điều là phương thức biểu đạt chính thì có nghĩa là đáp án chỉ có một. Ok không? Đã là phương thức biểu đạt chính thì đáp án chỉ có một thôi. Còn nếu như mà người ta hỏi là à chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng cho đoạn trích thì rất là có thể sẽ có hai đến ba cái phương thức biểu đạt được kết hợp sử dụng ở trong cái phần này. Được không ạ? Nếu như mà các bạn soi chiếu nó vào cái cách mà Bộ Giáo dục cho điểm cái phần này thì các bạn chỉ cần trả lời một cách rất là đơn giản thôi, đó là Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên, của đoạn trích trên là gì ạ? Các bạn ơi cùng làm với chị nào. Theo các bạn thì thì uh, cái phương thức biểu đạt chính của văn bản này là gì? Chị biết là rất là nhiều bạn đã làm ra rồi. Ok, chính xác. Chính là nghị luận. Và chúng ta chỉ cần trả lời phương thức biểu đạt chính của văn bản trên, của đoạn trích trên là nghị luận. Như vậy là các bạn đã được 0,5 điểm rồi. Ok chưa nào? Nhá, thường là câu này sẽ được 0,5 điểm. Được chưa? Ok chưa nào? Nhá, đó là nghị luận Hiện tại thì đã có khoảng gần 1.000 bạn đang xem rồi Chị đoán, chị tưởng là các em đi học Mà không nghĩ là các em ở nhà Các em gọi là nhàn rỗi như thế này Thật sự là như vậy Thế nên là các bạn ơi, nhanh chóng vào Và chị chỉ tặng cho 200 bạn đầu tiên thôi Được không? 200 bạn đầu tiên thôi Vừa gì ạ? À, vừa có đáp án Ba em của bộ, lại vừa có Phần viết đoạn văn và bài văn Chi tiết luôn Chị nghĩ là không phải lúc nào chúng mình cũng có cơ hội được nhận nên là Nhanh chóng chia sẻ phần livestream này đi Và nhanh chóng tác bạn bè của mình vào Sau đó thì nhắn tin cho fanpage Để nhận đáp án chi tiết từ phía học văn chị Hiên Ok chưa nào Rồi, chính xác Làm đúng câu này Thường các bạn sẽ được 0,5 điểm Ok chưa ạ Tiếp theo này Các bạn chú ý giúp chị câu số 2 Hãy nhớ nhá Đây là cái dạng câu hỏi hỏi về Chị hay gọi đó là cái dạng ngữ pháp là những cái điều mà các bạn phải học bao gồm như là gì ạ phương thức biểu đạt phong cách ngôn ngữ thao tác lập luận à, phép liên kết đúng không đấy à, biện pháp tu từ đấy là những cái mà thường người ta sẽ sẽ hay hỏi à một nghìn bạn đang xem rồi Ngày hôm nay hot quá đúng không rồi các bạn ơi được không nào rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2 nhá khánh ơi Chúng ta sẽ đến với câu số 2, ok chưa nào? Các bạn sẽ nhìn này. Theo đoạn trích, người có thói quen hay phản đối người khác thường nhận được những phản ứng như thế nào? À, đây là dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ phải trả lời dựa vào ngữ liệu của gì ạ? À, ngữ liệu của bài viết đúng không? Ngữ liệu của văn bản, ngữ liệu đoạn trích. Vậy thì bây giờ tôi sẽ tìm này. Hãy nhìn này, đây là cái câu hỏi theo ngữ liệu của đoạn trích. Vậy thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái này. À, Chúng ta sẽ phải dựa vào những keyword bao gồm người có thói quen hay phản đối người khác, đúng không? Nhận được phản ứng như thế nào? Thì đây, chúng ta sẽ nhìn trên này này. Các bạn sẽ thấy là câu này rất là đơn giản luôn, nhìn nhá. Những người có thói quen hay phản đối người khác thường chỉ nhận được phản ứng bực bội và bị làng tránh. Đúng không? Không có lý do gì mà lại không không được điểm câu này. Được không nào? Rồi, chính xác. Ok, đây là câu trả lời cho câu hỏi số 2 ở trong phần đọc hiểu này. Được không ạ? Tiếp tục, câu số 3 nhé. Ở đây khi mà chị hướng dẫn giải cho các bạn là chị đã phân luôn là cái câu đó thuộc về dạng nào rồi đấy. Nên là chị muốn là các bạn sẽ chú ý luôn. Chúng ta phải học như vậy chứ không phải là chứ không phải là chúng ta học theo kiểu là học vẹt mà đây là chúng ta biết rõ là cái câu hỏi dạng cái câu hỏi đó thuộc về phần nội dung nào đúng không? Nếu như mà các bạn còn đang phân vân không biết là học cái phần đọc hiểu như thế nào thì mua ngay cái cuốn săn 8 cộng của chị. Bởi vì cái cuốn săn 8 cộng đấy là cuốn săn là cái cuốn sách mà giúp cho các bạn xử lý đọc hiểu nghị luận xã hội cả kể cả nghị luận văn học cực kỳ đơn giản. Nhanh chóng mua ngay cái cuốn đó đi để mà học hành cho chăm chỉ đến giai đoạn cuối rồi. Tiếp tục nhá. Câu số 3 này. Câu 2 đơn giản đúng không? Câu số 3. Dựa vào đoạn trích, anh chị hãy cho biết thế nào là thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã. À các bạn ơi Thế nào là sự thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã? Đây là cái câu hỏi vừa phải dựa vào ngữ liệu của văn bản Nhưng cũng phải dựa vào cái tư duy và suy luận của bản thân Vậy là suy ra nhá, cái mức độ là khó dần Các bạn có thấy không? Từ câu số 1 đến câu số 2 và đến câu số 3 Mức độ khó dần Và câu này, câu số 2 các bạn cũng được 0,5 điểm Câu này một điểm và câu này cũng là một điểm Mức độ khó đang tăng dần ạ à? Nếu như mà cái kỹ năng ở trên câu số 1 chỉ là cần hiểu về gì, về cái định nghĩa của phương thức biểu đạt là làm được. Thì đến câu số 2 mình lại phải vận dụng thêm một cái tư duy, đó là gì ạ? À? à tìm cái ngữ liệu trong văn bản. Thì đến câu số 3 vừa phải tìm ngữ liệu trong văn bản mà lại vừa phải tư duy ra vấn đề. Đúng chưa? Nhá. Thì các bạn sẽ lưu ý cái này giúp cho chị. Thì ở đây sẽ nhìn thấy này người có thói quen à, dựa vào đoạn trích thế nào là thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã à đây các bạn nhìn này nó sẽ được thể hiện rất rõ ở trong cái đoạn thứ hai của ngữ liệu văn bản được không nào thể hiện ngay ở trong cái đoạn thứ hai trong ngữ liệu của văn bản nhìn này như sau ạ à? à đừng để những cảm xúc nóng vội lấn át lý trí của bạn Hãy tạo điều kiện cho người đối diện nói hết quan điểm của họ, sau đó mới trình bày nhận định của cá nhân mình. Ok không? Đó chính là cái mà người ta muốn hỏi là thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã là gì. Vậy thì chúng ta có thể trả lời là gì ạ? Thể hiện quan điểm trong sự hòa nhã là khi bản thân không để những cảm xúc nóng vội lấn át lý trí và tạo điều kiện cho người đối diện nói hết quan điểm của họ, sau đó mới trình bày nhận định của mình đúng không? Và thêm một cái nữa, đó là gì đây ạ? À, chúng ta không hạ thấp người khác. Chúng tức là chúng ta sẽ dựa vào cái phần đoạn 3 này để trả lời cho cái câu hỏi số 3. Nhưng mà chúng ta cũng phải biến chuyển một chút để thể hiện đó là cái suy nghĩ, cái tư duy của chúng ta. Chứ không phải là hoàn toàn dựa hết vào trong văn bản. Ok chưa ạ? Tiếp tục này. Các bạn ơi, câu số 4 là câu khó nhất. Vậy là chúng ta nhìn 4 câu mức độ khó tăng dần. Đúng không ạ? Chúng ta có câu số 4 như sau: Lời khuyên, hãy bỏ thói quen luôn cho rằng mình đúng trong đoạn trích có ý nghĩa gì đối với anh chị? Đây là cái câu hỏi mở, có nghĩa là các em trả lời theo ý kiến của các em, thế nên chị sẽ không ràng buộc các bạn trong cái câu này, nhưng mà các bạn chỉ trình bày cho chị tối đa là khoảng từ 5 cho tới 7 dòng. Được không ạ? Tối đa là như vậy thôi. Không nên quá dài dòng có rất là nhiều bạn bị hiểu lầm là khi mà làm bài đọc hiểu ấy là các bạn đều viết thành cái đoạn văn mà chúng ta không thể làm như vậy được được không chúng ta không thể nào trình bày thành cái đoạn văn ở trong phần này được chỉ là một cái đoạn văn thật là ngắn và đi thẳng vào cái ý kiến của chúng ta luôn ví dụ là như thế này à lời khuyên hãy bỏ thói quen luôn cho rằng mình đúng có gì ạ à? à đã đem tới cho tôi bài học là gì được không ạ à? thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là Ý nghĩa của lời khuyên này Chính là không được bảo thủ Không được luôn cho rằng là mình đúng Mà không coi trọng quan điểm của người khác Đúng không ạ à? Và hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống Để lắng nghe Được chưa Thì các bạn có thể trả lời theo cái ý đó Ui mờ quá Chắc là tại vì có thể là do một chút vấn đề về wifi Nhưng mà bình tĩnh lại nhá Các em cứ bình tĩnh Mong đầy minh họa là sông đà nhưng không thành Ôi Tây Tiến à <laughs> Nói chung là chúng ta chẳng biết được Các bạn đừng đừng có suy nghĩ rằng là đề minh họa đã ra vào rồi Thì đề kia chắc chắn sẽ không vào Biết làm sao được Các em cũng, cũng thấy là từ đầu năm đến giờ thì bộ bẻ lái các bạn bao nhiêu lần rồi Đặc biệt là cái giai đoạn mà Tết xong rồi các em nghỉ cái đợt dịch Covid ấy Thì bộ giáo dục đã bao nhiêu lần bẻ lái rồi Chị nghĩ là chúng ta phải nói chung là suy cho cùng thì cái lời khuyên cuối cùng mà chị dành cho các bạn thì vẫn là phải học không học thì đừng có mong mỏi điều gì hết. Chứ còn đừng đừng có biện lý do là vì thế ôi em lo quá vì thế này vì thế kia. Những cái đấy chẳng ảnh hưởng gì cả đâu nhá. Những cái đấy chẳng ảnh hưởng gì cả. Thùy Linh ơi, sách săn 8 cộng của chị năm nay là phiên bản mới. Thế nên là các bạn nên mua sách mới vì ở trong phiên bản mới có rất là nhiều những cái cách trình bày tốt hơn. Được không nào? Nhá. Rõ rồi đúng không? Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 2 là câu nghị luận xã hội. 1.200 bạn đang xem rồi Thế này mà chữ đề thi thật thì chắc là phải mấy nghìn bạn xem mất Hoặc là đến giai đoạn cuối Nên là nhanh chóng gọi là giữ ngay cho mình một chỗ Một cái slot để học cùng với chị đi nhá Được không? Không đến lúc là muốn nghe giảng cũng không không nghe được đâu Ok chưa các bạn ơi? Đọc hiểu xong chưa? Có thắc mắc gì không ạ? Đọc hiểu xong chưa? Đọc hiểu xong chưa nào? Chị ơi khá hot Sao lại không khá hot Gớm, làm gì có chuyện là không hot chẳng qua là các em cứ lười học thôi chứ Thật ra là nhiều đối thủ của các em vẫn kiểu đang âm thầm lắm rồi đấy Em ơi mua sách thì em nhắn tin cho admin fanpage nhá Rồi, chuyển sang tiếp theo Câu số 1 Quý ơi lấy cho chị cái bút mới thôi ừ. Trong ngăn tủ á à? Bút chị hết mực kem đợi chị xíu ừ. Cuốn sách này của chị có giá là 185.000 nha các em rồi rồi đây đợi chị chị lấy cái bút bút hết mực Việt mài sữa qua hết cả mực bút <laughs> Nhanh chóng chia sẻ để nhận đáp án nhá Ừ trong đáp án này là siêu chi tiết luôn rồi Chị trình bày luôn thành cả đoạn văn và bài văn rồi Nên là không cần phải nói là Chị Yên ơi chị làm đáp án chi tiết một chút nhé Trong đáp án này vừa có ba đem điểm Lại vừa có phần làm chi tiết luôn Cứ thế mà học, cứ thế mà tham khảo Cứ thế mà định hướng cho mình cái cách học, cách làm Ok không? Nhá, rồi Nào câu số 1 từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày về sự cần thiết phải tôn trọng quan điểm của người khác. À các bạn ơi, đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Đó chính là sự cần thiết phải tôn trọng quan điểm của người khác. Ok, đợi chị chút xíu để chị cái này vào nhá. Chị gặp cái này và chị sẽ sửa vào cái trang này thì các em sẽ nhìn rõ hơn. Các bạn nhìn này, đây là đề của chúng mình và bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày. <laughs> đề này trong giống trong sách 8 cộng luôn à, Các bạn học sinh lớp online của chị còn vừa bảo là Bọn em vừa làm bài tập về Tây Tiến xong Thì đề minh họa vào Tây Tiến Không hiểu tại sao nhưng mà à, Cũng có thể là do chị may mắn Nên là chị hay cho chúng đề lắm Năm ngoái mà các bạn ấy thi vào Sông Hương Là cũng y giống y hệt cái đề ở trong sách 8 cộng Và còn giống y hệt ở đề thi thử của chị nữa cơ Chị nghĩ là chị may mắn <laughs> Rồi hy vọng năm nay cũng sẽ như thế nha các bạn nhá Rồi nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái đoạn trích này Trước tiên các em sẽ xác định giúp chị này Chúng ta có cách trình bày là đoạn văn Nên các bạn không bao giờ được phép chấm xuống dòng và lùi vào đầu dòng khi mà làm cái bài này Ok chưa? Nhá Không bao giờ được chấm xuống dòng và lùi vào đầu dòng Chỉ viết trong một đoạn văn duy nhất mà thôi Nhớ điều đấy 1.300 bạn đang xem rồi Ok Nhá Nhớ điều đấy giúp chị nhá Tiếp theo này Chúng ta chỉ có dung lượng khoảng 200 từ thôi Nên cái dung lượng của chúng mình Nếu đây là một trang giấy thì anh chị chỉ viết cho tôi khoảng 2 phần 3 trang giấy thôi Một mặt thôi Ok chưa? Nhá Một mặt thôi nhá Đừng có mà tham lam Tiếp tục này Cái vấn đề cần nghị luận ở đây là gì? Vấn đề cần nghị luận ở đây Đó chính là sự cần thiết Phải tôn trọng quan điểm của người khác phải tôn trọng quan điểm của người khác chị thấy đề này rất hay rất mở và trong thời điểm hiện tại đây cũng là một trong những cái nhu cầu mà bất cứ ai cũng mong muốn đó là gì ạ nhu cầu được lắng nghe được tôn trọng quan điểm ý kiến phải không đúng không nào nhá rồi thì đấy chúng ta có vấn đề là như vậy và chúng ta sẽ có một cái lưu ý nữa đó là các bạn sẽ phải đảm bảo giúp chị Đoạn văn phải bao gồm 3 phần: mở đoạn. Ui các em ơi, các em ở đăng ký khóa học vào cái giai đoạn này thì thì tin nhắn của các em chắc là chui xuống đâu rồi ấy. Dạo gần đây không hiểu tại sao fanpage học văn chị Hiên như kiểu bị các bạn khủng bố ấy. ngày nào cũng phải đến gọi là hàng trăm hàng nghìn tin nhắn thì các em bảo làm sao các anh chị admin trả lời hết được. Nên chỉ có một cách duy nhất là nhắn liên tục vào nhá. Rồi, mở đoạn. Thân đoạn. Và kết đoạn. Nhớ là không phải là mở bài, thân bài và kết bài nhá, mà là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Ở trong phần mở đoạn, các bạn phải giới thiệu được vấn đề. Trực tiếp luôn nhá các em nhá, không giới thiệu lan man dài dòng đâu. Thân đoạn, các em sẽ à giải thích xem là cái thông điệp này muốn nói tới là cái gì. Cái số 2, bàn luận. Phân tích bàn luận. Cái số 3, chúng ta có thể đồng thời đưa ra những cái để chứng minh ở đây. Và cuối cùng để bảo vệ cái quan điểm của mình Và sau đó chúng ta có thể liên hệ Và kết đoạn chúng ta đưa ra thông điệp Ok chưa? Đây là những cái mà các bạn cần phải đảm bảo Quan điểm, đảm bảo cho chị những cái phần ở trong phần này Các bạn hỏi chị về cách trình bày đúng không? Đây ví dụ nhá Đây là cái tờ giấy thi chẳng hạn Bắt đầu các bạn viết này Các bạn viết phần hai la mã này Làm văn này Ok chưa? Các bạn viết câu 1. Đó, thế xong bắt đầu đây nhá. Đây là cái của chúng mình này. Thì bắt đầu các bạn viết đoạn văn này các bạn sẽ vào lùi vào một chút bởi vì đây là đoạn văn mà, đúng không ạ? À, nhu cầu được lắng nghe. Ví dụ vậy Là cái gì đó Ok chưa Hiểu chị chưa Nhá về phần trình bày thì là như vậy 1.400 bạn rồi Khủng khiếp thật sự Hot quá Hôm nay chị hot quá Rồi các bạn ơi Chúng mình sẽ triển khai theo những cái sau Ở phần đầu tiên ấy Cái phần mở đoạn thì chị sẽ không nói nữa Các bạn sẽ vận dụng các cái cách Làm mà chị đã hướng dẫn cho các em Để các em mở đoạn nhanh nhất Nhưng phải nêu ra được cái vấn đề ở đây Đó chính là sự cần thiết Phải tôn trọng quan điểm của người khác Ok chưa nào nhớ điều đấy giúp cho chị nhá. Đấy là cái quan trọng nhất mà các bạn phải lưu ý giúp cho chị. Ok chưa? Bây giờ đến cái phần thân đoạn. Ok chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu giải thích. Trước tiên, chúng ta khẳng định lại là cái thông điệp được đưa ra từ cái phần này đó chính là gì ạ? À, nhu cầu gì ạ? Đó chính là sự lắng nghe. Được không ạ? Và tôn trọng quan điểm của mỗi người Câu này nó đã mang cái ý nghĩa tường minh rồi Nên các bạn sẽ không phải vất vả trong cái việc mà mình mình phải giải thích Được không? Thì các bạn có thể triển khai theo, theo các cái hướng như sau Trước tiên, đó là tôn trọng quan điểm của người khác Là khi ta biết lắng nghe, có thiện trí thấu hiểu quan điểm của người khác Ý số 2, tôn trọng quan điểm của người khác cần thiết đối với bản thân của mỗi người Bởi vì sao ạ? khi cùng nhìn nhận về một vấn đề mỗi người sẽ có một cái góc nhìn riêng và quan điểm riêng khi ta biết tôn trọng quan điểm của người khác chúng ta sẽ thấy được tầm bao quát của vấn đề và những cái khía cạnh mới mẻ mà bản thân mình cần phải khám phá ý tiếp theo lắng nghe thấu hiểu quan điểm của người khác góp phần hoàn thiện quan điểm và góc nhìn của bản thân mình và tôn trọng quan điểm của người khác cũng chính là cái hành động mà bạn thể hiện cho sự tôn trọng của tôn trọng chính mình và đây là một trong những cái gì ạ? À đây là một trong những cái nhu cầu thiết yếu khi mà chúng ta muốn có thể giao tiếp tốt với người khác. Được chưa nào? Sau đó thì các bạn sẽ nêu ra những cái dẫn chứng, được chưa? Các em sẽ nêu ra những cái dẫn chứng ở đây. Được không nào? Thì ở trong cái phần đáp án chị cũng đã đưa ra cái phần uh, bài viết cụ thể cho các em rồi. Một lát nữa chị sẽ gửi cái phần đó cho các em, nhưng mà ví dụ nhá, chúng ta có thể diễn tả, chúng ta cũng có thể diễn diễn giải cái bài này như sau, ví dụ là chị làm thì chị có thể làm như thế này. Đây, được không ạ? À? Một trong những chương trình yêu thích của tôi, đó là chương trình thiếu niên nói. Nếu như mọi người hỏi tôi tại sao tôi lại yêu thích chương trình truyền hình thực tế này đến vậy thì Tôi sẽ giải thích nó bằng một câu. Sự cần thiết là chúng ta phải sự cần thiết phải tôn trọng quan điểm của người khác. Chúng ta có thể chúng ta có thể mở đoạn theo cái cái hướng mở như vậy thay vì các em cứ giải thích bằng việc là trong cuộc sống rồi thì thế này thế kia, thường là cái câu cổ truyền của các bạn, truyền thống của các bạn sẽ là trong cuộc sống. Nhưng mà các em có thể uh, bằng cách đó để đưa ra cái phần đưa ra cái phần mở đoạn của mình hoặc là có thể nói luôn, một trong những bài học giúp tôi trưởng thành mỗi ngày đó chính là tôi hiểu được rằng sự cần thiết phải tôn trọng quan điểm của người khác ví dụ là như vậy ok chưa sau đó chúng ta bắt đầu diễn giải và phân tích được chưa à, tôn trọng quan điểm của người khác là khi ta biết lắng nghe có thiện trí thấu hiểu quan điểm của người khác đây chính là phần giải thích được chưa bắt đầu bàn luận này khi cùng nhìn nhận về một vấn đề ở mỗi người sẽ đưa ra một góc nhìn riêng và quan điểm riêng và khi biết tôn trọng quan điểm của người khác Chúng ta sẽ nhìn thấy được tầm bao quát của vấn đề Những khía cạnh mới mẻ mà bản thân cần phải khám phá Lắng nghe, thấu hiểu quan điểm của người khác Cũng giúp cho chính chúng ta hoàn thiện quan điểm góc nhìn của bản thân mình Và đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác Và cũng chính là tôn trọng chính mình tôn trọng quan điểm của người khác tạo ra một môi trường giao tiếp thân thiện những người đang đối thoại với ta sẽ cảm thấy được thoải mái hơn và họ sẽ có động lực để cùng cùng chúng ta trao đổi giải quyết vấn đề sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy một trong những cái dẫn chứng được không nào à hiện nay có rất nhiều những ý kiến cho rằng là trẻ em hay là ở trong lứa tuổi thanh thiếu niên thì chưa được lắng nghe nhiều nhưng khi mà hiểu được việc rằng là à, Đối với kể cả trẻ em hay là thanh thiếu niên Thì cũng cần được lắng nghe nhiều hơn Thì Đài truyền, đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức rất là nhiều những chương trình thực tế Như là thiếu niên nói ấy. hay là có một cái chương trình gì nữa nhỉ Tự nhiên chị lại quên mất Có một cái chương trình mà cùng con trưởng thành ấy Mà lắng nghe con ấy Ờ tự nhiên chị lại quên mất cái chương trình đấy Không phải không phải hành trình lớn khôn có một cái chương trình gì ấy, các em có biết không chị tự nhiên chị ấy quên mất cái chương trình đấy mà chị xem mấy tập rồi mà có một cái giống như là kiểu một bản nhạc buồn đấy cái số đầu tiên chính là tên là một bản nhạc buồn đấy tức là không lắng nghe ý kiến của con đấy đấy thì các bạn có thể lấy những cái dẫn chứng như vậy để chúng ta thấy được rằng là à thì ra là bất cứ ai cũng cần được tôn trọng không phải là ý kiến quan điểm của người lớn là đúng mà thanh thiếu niên hay là trẻ em nhi đồng thì cũng có những cái quan điểm và theo cái hướng đúng của riêng lứa tuổi của các em đúng không thế nên là một trong những cái vấn đề à một trong những cái vấn đề quan trọng nhất là phải tôn trọng quan điểm của người khác à cái chương trình đấy tên là cha mẹ thay đổi đây là một chương trình rất hay nếu như mà có thời gian thì các em hãy xem cha mẹ thay đổi được không ạ à? nhá nếu như mà có thời gian thì các bạn hãy xem cái chương trình này hoặc là các bạn cũng có thể đưa ra một cái dẫn chứng đó là gì ở trên mạng xã hội hiện nay nó là một cái thế giới mở đối với chúng ta và đôi khi là chúng ta thấy có những cái bài viết thấy có những cái quan điểm của người khác đăng lên trên facebook hay là trên bất cứ một cái trang mạng xã hội nào và họ cho rằng cái vấn đề đó theo góc nhìn của họ là như vậy nhưng mà chúng ta lại vào comment chúng ta lại vào đưa ra những cái bình luận rất là tiêu cực phản đối gay gắt thì bản thân chị nghĩ rằng là chúng ta đang hành động quá là bồng bột và nông nổi bởi vì chúng ta không phải là người trong cuộc khi nhìn nhận về những cái vấn đề đấy Mỗi người sẽ có một cái quan điểm và ý nghĩa riêng Tại sao chúng ta lại không tôn trọng ý kiến của họ Mà thay vì đó chúng ta lại sử dụng bàn phím giống như là một cái công cụ để đả kích Giống như một cái công cụ để để phản đối Và điều đó đã gây ra rất là nhiều những cái tình huống là gì ạ Tranh cãi ở trên mạng Đúng không ạ? Dạo gần đây thì có rất là nhiều những cái hot girl mới nổi Rồi thì những cái hot là gì ạ? Những cái gương mặt hot face tiktok lên trên mạng rồi thì dùng những cái comment dùng những cái bài viết những cái để đả kích nhau không tôn trọng cái quan điểm của nhau nói chung là chị cảm thấy rằng là đó đó cũng là một cái một cái dẫn chứng để cho chúng ta thấy rằng là à chúng ta có quyền đưa ra quan điểm của mình nhưng mà trước khi đưa ra quan điểm của mình thì chúng ta hãy lắng nghe trước đã bởi vì lắng nghe luôn luôn là một cái nhu cầu mà chúng ta phải chúng ta phải biết lắng nghe trước khi biết trình bày bởi vì lắng nghe là một trong những cái điều vô cùng là quan trọng được không nào nhá thì các bạn hãy lưu ý giúp cho chị về điều này sau đó thì các bạn sẽ liên hệ với bản thân các em các bạn đã thực sự biết lắng nghe người khác chưa các em đã thực sự biết tôn trọng quan điểm của người khác chưa mà nếu như chưa thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào và cuối cùng đưa ra một cái thông điệp được không ạ à? để có thể trưởng thành hay là để có thể để có thể giúp cho người khác hạnh phúc một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác đó cũng chính là cách mà chúng ta thể hiện sự tôn trọng với chính mình ok chưa ví dụ là như vậy chị nghĩ rằng là với cái đề thi đại học như thế này đưa ra một cái đề minh họa vô cùng mở như thế này là bộ giáo dục cũng đang tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các em đúng không rõ ràng là chị cũng đã chúng ta cũng đã thấy được những cái sự thay đổi của bộ giáo dục Chúng ta cũng đã thấy được những cái sự thay đổi của các trường đại học dạo gần đây Khi mà thông tin thi chung thi riêng Nhưng mà bởi vì các em ầm mỹ quá Các em kêu nhiều quá Các em khổ sở quá, than vãn nhiều quá À thế là đồng nghĩa với việc là các trường cũng đã phải làm gì? À dần dần điều chỉnh lại để cho phù hợp với cái mong muốn của các em Đúng không? Chị nghĩ rằng là đó cũng là một cái cách Mà rõ ràng là bộ giáo dục đang tôn trọng quan điểm của các em Ok chưa? Nhá Chị nghĩ là như vậy đây là chúng ta có thể nhìn nhận những cái vấn đề, đây là một cái đề bài rất là mở, đề này cực kỳ thực tế. Đề này cực kỳ thực tế, rất là hay mà các bạn có thể viết được rất nhiều thứ nhưng hãy chú ý về dung lượng giúp chị nhá. Thì đấy là về cái câu nghị luận xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu tiếp theo, câu số 2 ở trong đề minh họa này, đó là chị nghĩ là đây là một cái cực kỳ là đơn giản này. Cực kỳ là đơn giản này. Các bạn sẽ nhìn này, trong bài thơ Tây Tiến Quang Dũng viết Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc quỷu dốc thăm thầm Heo hút cồn mây súng người trời Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Nhà ai pha luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước nữa Cục lên súng mũ bỏ quen đời Chiều chiều oai linh thác cầm thét Đêm đêm mường hịch cọp treo người Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói Mai châu mùa em thơm nếp sôi Và yêu cầu là trình bày cảm nhận của anh chị về khung cảnh thiên nhiên Và hình ảnh của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên Ok không? Quá dễ Chị nghĩ là để có thể đạt được 5 điểm ở cái câu này thì Đơn giản thôi có gì đâu mà các bạn cứ phải kêu gào lên Với cái mức độ đề này mà được trên 8 là điều đơn giản Chỉ cần các bạn tập trung học thôi nhá Tập trung mà học vào còn nếu mà không tập trung được học đấy thì đăng ký ngay khóa học 10 ngày cuối cùng của chị bởi vì hiện tại chị đang có cái khóa học 10 ngày cuối, tức là chúng mình sẽ học vào tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 các bạn thi mà thì cuối tháng 7 chúng mình mới học. Đấy thì trong 10 ngày đấy là chúng ta sẽ dồn lực vào để chúng ta học toàn bộ và ôn toàn bộ. Những ai chưa chắc chắn thì giữ luôn một cái slot cho mình đi. Được không? Không đến lúc mà gọi là full học sinh rồi thì có xin vào cũng không vào được đâu. Nếu như mà chưa yên tâm nhá, đối với những bạn nào mà chưa yên tâm thôi Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái đề này luôn cùng với chị. Đề này dễ mà, có gì đâu. Rồi câu số 2. Được không ạ? À? Về bố cục, tất nhiên là chúng ta sẽ phải có 3 phần, bao gồm là mở bài, thân bài và kết bài. Ok không ạ? À? Phần mở bài bao giờ cũng sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề và vấn đề của chúng ta ở đây, đó chính là gì nhỉ? Là khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh người lính trong 14 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến, đúng không ạ? Vấn đề đó chính là khung cảnh thiên nhiên và hình tượng người lính Tây Tiến trong 14 câu thơ đầu. Ok chưa? Được không nào? nhá. Rồi, tiếp tục. Thân bài, chúng ta sẽ có các luận điểm sau. Luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, phân tích. Ở đây có hai đối tượng cần phân tích, đó là khung cảnh thiên nhiên và hình tượng người lính Tây tiến. Được chưa nào? Luận điểm 3, chúng ta sẽ khái quát lại Ok chưa? Và kết bài, chúng ta khẳng định lại vấn đề và đưa ra cảm nhận của cá nhân các em. Ok chưa nào? Đây là cái dàn ý. Đúng đủ dàn ý này là các bạn sẽ được điểm thôi. Ok chưa? Ghi nhớ điều đó giúp cho chị nhá. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, chúng ta có 14 cái câu thơ đấy. Bây giờ thay vì việc là các bạn hỏi chị là phải làm như thế nào thì bây giờ chị xin phép là đọc luôn cái bài văn mẫu nhỉ như vậy thì dễ cho các em hơn chứ còn chị nói thật nhá để mà bây giờ chị bảo các bạn làm như thế nào ấy thì các bạn cũng không thể làm được chị nói thật thẳng thắn là như vậy nhưng mà chị vẫn sẽ hướng dẫn các bạn bố cục để phân tích ok chưa nhá bố cục để phân tích là như thế này các bạn nhìn này phần mở bài thì không nói rồi phần này các em phải tự giải quyết nhưng mà chị muốn là phải đưa ra một cái mở bài thật ấn tượng tại vì sao chị ấy nói là mở bài nên ấn tượng các em có biết không cái đề nó đã dễ như thế này rồi mà các bạn viết bài mà không đạt được cái sự độc đáo ấy, không đạt được cái sự riêng biệt thì các em cũng sẽ chỉ sàn sàn được 6 được 7 thôi. Chứ còn để mà được được 8 được trên 8 thì rất là khó. Ok chưa nào? Thì ở trong cái phần thân bài nhá, cái phần tác giả tác phẩm chị cũng không nói rồi. Nhưng mà cái phần cái phần uh, luận điểm mà phân tích ấy thì chị sẽ chia theo bố cục như này. 14 câu thơ đúng không? Bao giờ cũng phải có một cái bố cục phân tích nhá. Không có bố phục, không có bố cục phân tích cực kỳ là khó làm Nhìn này, phân tích này Hai à Đây, chị gạch ra đây luôn cho các bạn nhìn dễ hơn này Có hai kiểu làm bài mà các bạn có thể làm Một là làm theo cách uh, Làm theo cách uh, Chính xác Đó là cái cách đầu tiên là các bạn phân tích từ đầu đến cuối Đúng không? Còn cái cách thứ hai là các bạn phân tách thành các ý Thì ở đây là người ta gọi là cái cách nối tiếp và song song đấy nối tiếp là phân tích từ đầu đến câu cuối luôn còn song song có nghĩa là chia ra làm hai ý là một là về thiên nhiên còn hai là về hình tượng người lính để phân tích thành hai cái luận điểm riêng đấy nhưng chị thì chị khuyên là các bạn thôi các em cứ an toàn bằng cách là cứ phân tích từ đầu cho đến cuối và ở ý nào cần thiết thì các em rút ra luôn giúp chị ok chưa nhá thì ở đây các bạn sẽ nhìn này chị sẽ chia bố cục cái phần này luôn cho các bạn này hai hai bốn hai hai và hai đây là bố cục ok không hai hai bốn hai 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 khi phân tích thơ bố cục rất quan trọng được không khi phân tích thơ thì bố cục rất là quan trọng thế nên là hãy 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 gọi là hãy tự học theo cái cách giống như mà chị đã hướng dẫn cho các bạn ấy phân chia bố cục cụ thể như vậy ấy được không nhá phân chia bố cục cụ thể như vậy bởi vì nếu như mà các bạn không phân chia bố cục cụ thể như thế này thì sẽ rất khó để làm được không nào còn ở trong cái phần mà à hướng dẫn viết mở bài như hay như thế nào thì chị cũng đã hướng dẫn cho các em rồi và một trong những cái điều mà làm nên thương hiệu của học văn chị hiên đấy là thường các bạn ấy sẽ có những mở bài và kết bài cực kỳ là độc đáo chị nghĩ đấy là thương hiệu đấy được không nào và bây giờ thì chị sẽ đọc cho các bạn à, tham khảo một cái bài văn mẫu về cái dạng đề này được chưa còn về luận điểm đáp ứng những cái nhu cầu như thế nào thì ở trên này chị đã nói với các em rồi luận điểm một tác giả tác phẩm chúng ta phải trình bày về quang dũng và tây tiến Luận điểm 2 khi phân tích thì chúng ta sẽ phải phân tích theo bố cục như thế này, được không ạ? À? Luận điểm 3 thì chúng ta sẽ khái quát lại về cái phong cách nghệ thuật của Quang Dũng và khái quát lại về cái nội dung của 14 câu thơ trên, được chưa? Cái phần nếu như mà hỏi chị về việc là em có thể làm như thế nào để có phân để có thể phân bố cục cho đúng thì chỉ có một cách thôi, đó là học thật là chắc kiến thức nền. Được không ạ? À? Học thật là chắc kiến thức nền. Còn bây giờ thì cùng nghe cái bài chữa nhá chị nghĩ là cái phần này thì sẽ tốt hơn cho các bạn là chị cứ đưa ra các ý các em cũng không biết diễn đạt mà khó lắm. rồi như sau ạ à. À, cần cần thiết thì nghe nhá được không cần thiết thì nghe nhá được không nào đây bài của chúng ta như sau đây là bài mà ở trong cái cuốn gì nhở xử lý nhanh à xử lý nhanh các cái tác phẩm thì đây chị sẽ đọc cho các bạn nghe cái bài này ok không nào có một người nghệ sĩ đã từng viết trong tác phẩm của mình: Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Thơ ca Việt Nam hiện đại có cả một khoảng trời dành cho nỗi nhớ thương. Đó là nỗi nhớ thương Hoàng Cầm gửi lại mảnh đất Kinh Bắc, qua bài thơ bên kia sông đuống, là nỗi nhớ thương của những kẻ đi xa gửi lại quê hương của mình qua bài thơ bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt đôi khi cũng là nỗi nhớ thương tình yêu mà người bên ấy chỉ dám cho người, gửi cho người bên này qua hương bưởi ngày mai đi xa trong bài thơ hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn. Trước những dung cảm của con tim, người nghệ sĩ dùng ngòi bút để trải lòng, để viết về niềm thương nỗi nhớ nhiều như vậy. Quang Dũng, người nghệ sĩ đa tài cũng không ngoại lệ khi đã đặt để những tình cảm của mình nơi những người đồng chí, đồng đội và thiên nhiên miền Tây qua bài thơ Tây Tiến. Nổi bật trong bài thơ này là 14 câu thơ đầu tiên Diễn tả khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình Cùng với hình ảnh người lính Tây Tiến Dũng cảm, hào hùng, lạc quan Nhưng cũng vô cùng dí dỏm và yêu đời Được không ạ? À? Nhá, đấy, mở bài có thể lấy như vậy Ok chưa? Các bạn ơi, à, chị có thể cam kết với các bạn một điều Là tất cả những cái tài liệu mà chị đang hướng dẫn cho các bạn là thuộc là những cái tài liệu mà Tim học văn chị Hiên đã viết, ok chưa nào? Thế nên là nếu như mà các bạn có nói là chị uh, có giống với cả ở một cái trang Facebook của một thầy nào đấy thì uh, chị nghĩ là các bạn thật ra là chị đã không định nói rồi bởi vì tính chị thì chị cũng không chưa hay hay nói những cái chuyện như thế nhưng mà chị chỉ nghĩ là nếu như mà các em tôn các em đang không đang thể hiện cái sự tôn trọng chị ấy thật sự là như vậy bởi vì là chị vẫn còn đang nhìn thấy những cái comment mà các bạn lại nói các bạn lại bình luận những cái điều như thế thì chắc chắn là chị sẽ nhìn thấy rồi chắc chắn là chị sẽ nhìn thấy các em ạ à. nên là các em hãy thể hiện cái sự tôn trọng chị bằng việc là hãy comment bằng cách là lắng nghe chị được không hãy lắng nghe cái quan điểm của chị hãy tôn trọng quan điểm của chị hãy tôn trọng quan điểm của người khác đó là cái đề mà chị vừa mới chữa cho các bạn ở trên mà mà ngay lập tức tại sao mà khi mà chị vừa giảng cái bài đó rất là nhiệt huyết cho các bạn rồi thì bây giờ các bạn lại tiếp tục lại các bạn lại đưa ra những cái bình luận mà không tôn trọng cái quan điểm của chị như vậy. Đúng không? Là như vậy là chị đã không cảm thấy thoải mái rồi. Nhưng mà không cũng không có vấn đề gì đâu. Chị nói là như vậy thôi. Nhưng mà chị sẽ chỉ chị sẽ chỉ cố gắng về những vì những học sinh của chị thôi. Được không? Chị sẽ chỉ cố gắng cố gắng về vì những học sinh của chị thôi. Thế nên là chị sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn viết tiếp nhá. Như thế này. Cái luận điểm số 1 là cái luận điểm mà chúng ta sẽ cùng với nhau làm gì ạ? À? Chúng ta sẽ cùng với nhau đi khái quát về tác giả tác phẩm. Thì đây, chị sẽ khái quát về tác giả tác phẩm cho các bạn bằng một cái đoạn văn như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Quang Dũng khi dấu ấn của mình với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh việc làm thơ, ông còn mang trong mình những tài năng khác như viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc thế nhưng xét ở mọi phương diện điều người nghệ sĩ này đến gần nhất điều đưa người nghệ sĩ này đến gần nhất với những người yêu mến mình đó chính là những thi phẩm hay thơ của quang dũng bất cứ khi nào cũng vậy luôn lột tả một chất thơ hồn hậu lãng mạn phóng khoáng và tài hoa phong cách nghệ thuật ấy rất riêng của một chàng trai hà nội khoác ao lính lên đường Tây Tiến là thi phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng. Được ông viết vào năm 1948 khi đang tham gia đại hội thi đua ở Làng Phú Lưu Chanh. Những ký ức quay trở lại lung linh huyền diệu. Vào năm 1947, Quang Dũng đã gia nhập binh đoàn Tây Tiến và giữ chức vụ đại đội trưởng. Sau đó không lâu, ông, điều, ông bị điều chuyển sang đơn vị khác. Khi những điểm thương nỗi nhớ rủ nhau về bầu bạn, Quang Dũng không thể ngăn nổi lòng mình mà đã viết lên bài thơ này. Bài thơ được coi là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Ok chưa? Đấy là cái đoạn mà chúng ta viết về gì? Tác giả tác phẩm Được không nào? Đấy là cái đoạn mà chúng ta viết về tác giả tác phẩm Rồi, bây giờ bắt đầu phân tích này Bắt đầu phân tích nhá Lật dở lại từng trang thơ thấm đẫm những kỷ niệm của một đời chiến binh Ta chợt nhận ra Tây Tiến được bắt đầu bằng một tiếng gọi đầy thiết tha chiều mến như thế Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Cả bài thơ không có một dấu chấm câu Nỗi nhớ tràn từ câu thơ này sang câu thơ khác Bắt nhịp từ tứ thơ này sang tứ thơ khác Nỗi nhớ tích tụ dồn nén Bật lên thành tiếng gọi thiết tha Tây Tiến ơi Đó cũng chính là cách mà Quang Dũng mở đầu cho bài thơ của mình Cảm xúc hiện hình trong nỗi nhớ chơi vơi Đó vừa là trạng thái của nỗi nhớ Vừa là trạng thái của cảnh được nhớ Cả chủ thể và đối tượng dường như đã trộn lẫn vào nhau Mà đồng thể hiện một nỗi nhớ chơi vơi ấy nỗi nhớ trở thành nguồn cội cảm hứng sáng tạo và làm nên cấu trúc của thi phẩm mạch bài thơ là mạch nhớ là sự đan dệt của kỷ niệm là những sực nhớ miên man và muôn hình muôn vẻ của những ký ức tươi tắn nỗi nhớ mà trong những hình ảnh của nỗi nhớ nhờ nỗi nhớ mà những hình ảnh của những ký ức quay trở lại cồn cào sống dậy chính nỗi nhớ chơi vơi đã dẫn ngòi bút của tác giả đi miên man trong thế giới thơ tất cả kỷ niệm về quãng thời gian không thể nào quên với đồng đội chiến đấu trên vùng núi cao tây bắc hiểm trở mà cũng rất thơ mộng ấy nay đã trở thành tiếng gọi hối thúc cất lên thành tiếng thơ tiếng lòng của người nghệ sĩ thành âm vang của cả thời đại của cả dân tộc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống pháp hình ảnh của dòng sông mã gắn với bao ngày tháng gian khổ con sông mang đậm âm điệu của núi rừng của địa bàn hoạt động gắn liền với một đời chiến binh nay cũng đã xa rồi từ xa rồi, giống như điểm rơi thấp nhất của câu thơ, giống như một khoảng hụt hẫng khi những kỷ niệm bây giờ cũng chỉ là những thước phim đã trôi qua để khi nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy những khoảng cảm xúc đong đầy. Nỗi nhớ đầu tiên được nhắc tới chính là nỗi nhớ về thiên nhiên Tây Bắc. Bây giờ bắt đầu phân tích hai câu thơ tiếp theo ạ. Chính là nỗi nhớ về thiên nhiên Tây Bắc, về địa bàn hoạt động của binh đoàn Tây Tiến giữa khoảng không gian thương nhớ quá rộng lớn mênh mang da diết cồn cào tâm trí của nhà thơ không biết đặt để vào đâu cho phải thế nên mới tạo ra một cách dùng từ thật lạ nhớ chơi vơi chỉ với hai câu thơ đầu tiên những ký ức gắn bó với binh đoàn đã từ từ hiện ra lung linh và huyền diệu trong chuyến độc hành quay trở về với những ký ức nhà thơ quang dũng đã thêm một lần đi lại trên những con đường đã qua à các em thấy không các bạn có thấy không ạ à? các bạn có thấy là chị đã chị đã liên kết bằng cách là không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng nếu thì mà bởi vì chúng ta biết rằng là thơ thì bao giờ cũng sẽ có một cái mạch nó là cái mạch xuyên suốt từ câu thơ đầu cho tới câu thơ cuối chính vì vậy mà chúng ta sẽ có một cái mạch xuyên suốt từ câu thơ đầu đến câu thơ cuối nên chúng ta không nhất thiết là phải sử dụng nếu thì mà chúng ta sẽ từ cái câu thơ đầu tiên chúng ta dẫn sang cái câu thơ thứ hai luôn ok chưa ạ à? Uh, nói chung là về cái bài thơ này về cái về cái bài viết chính thức này thì chị sẽ gửi cho các bạn nhưng về cách hướng dẫn là như vậy ok chưa uh, còn về cái đoạn khái quát thì chúng ta có thể làm như thế này với những kỷ niệm về binh đoàn Tây Tiến rất khó mở phai trong tâm trí lại thêm với bút pháp hoài niệm rất đỗi tài hoa qua hàng loạt những hình ảnh trái ngược mà hài hòa bổ sung cho nhau Quang Dũng đã làm sống dậy hình ảnh người lính Tây Tiến Tây Tiến rừng núi Tây Bắc uh, trong nỗi nhớ thật dừng núi Tây Bắc trong những nỗi nhớ thật chơi vơi về binh đoàn. Những chuỗi kỷ niệm về thiên nhiên và con người đó như những thước phim vừa chân thực, vừa sinh động, vừa huyền nào, tình cảm và sự tài hoa của người nghệ sĩ đã tạo nên thành công về cả nội dung và nghệ thuật của cả đoạn trích này. Cái hay của nhà thơ là bên cạnh những nét đậm tô hiện thực, con Dũng vẫn bộc lộ rõ những góc nhìn đầy lãng mạn của một chàng trai Hà Nội có nhận định cho rằng với bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng đã dựng lên được bức tượng đài bằng thơ về hình tượng người lính đánh Pháp trong cuộc kháng chiến chống trong cuộc kháng chiến vừa dũng cảm nhưng cũng đầy chất thơ của nhân dân ta. Đọc đoạn thơ, ta hiểu thêm về hình ảnh người lính Tây Tiến, hiểu thêm về thiên nhiên miền Tây trong những ngày hành quân gian khổ và hiểu hơn về cội nguồn của sức mạnh người lính đem vào trận chiến yêu quý, khâm phục, tự hào là những dư vang tha thiết trong lòng người đọc khi biết về binh đoàn Tây Tiến qua những vần thơ của Quang Dũng. Xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết cho bài viết này. Có lẽ Giang Nam đã, Giang Nam đã nói giúp tấm lòng của biết bao nhiêu người yêu mến nhà thơ Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến. Tây Tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Ok không ạ? Ví dụ là như vậy các bạn nhé Thì uh, về cái đáp án tham khảo Cũng như là về uh, bài uh, tham khảo Thì uh, chị sẽ gửi cho các bạn Gửi cho 200 bạn đầu tiên Nhắn tin vào fanpage học văn chị Hiên nhé Được không? <laughs> chị thì không thể giảng kinh tế vi mô được đâu bởi vì chị không chị không hiểu gì về kinh tế vi mô cả hoài ngọc ạ à. <laughs> nên là có lẽ là nếu như mà cần thì em chắc là em phải tìm một thầy giáo hoặc là cô giáo nào đấy với chị thì chị không thể nào giảng được <laughs> ok chưa nhá thì về cái đáp án chính thức này về cái bài viết mẫu này về mọi thứ các em chỉ cần nhắn tin cho fanpage học văn chị hiên thôi 200 bạn đầu tiên sẽ nhận được cái phần uh, chữa chi tiết này được không nào ok không nhá còn có lẽ là chúng mình sẽ tạm thời dừng cái phần phát trực tiếp này tại đây thôi bởi vì chị cũng đã chữa xong cái đề minh họa cho các em rồi chị nghĩ là với cái phần chữa của chị vừa rồi thì các bạn cũng đã định hình được rồi ok đề này ổn chứ chị nghĩ là đề này vừa sức với các bạn chị nghĩ là đề này vừa sức với các bạn đấy nó không quá khó thực sự là không quá khó với các bạn vừa sức với các em nhưng mà như chị đã nói rồi đấy nếu như mà đề dễ hay là đề vừa sức thì cũng đồng nghĩa với việc là gì cũng đồng nghĩa với việc là uh, những người chấm thi thầy cô chấm thi sẽ đòi hỏi cao hơn ở các em ai cũng gọi là gì ạ à? ai cũng uh, kiểu như là giống như nhau ấy thì tất nhiên là những ai mà viết được cái bài viết nó hay hơn sâu sắc hơn và độc đáo hơn thì sẽ tốt hơn thêm một điều nữa là các bạn cũng phải chú ý giúp cho chị uh, đó là trong cái khi trong khi mà viết bài thì các bạn cũng phải cần phải liên hệ mở rộng nhé ví dụ như là ở trong cái đoạn này thì các em có thể liên hệ mở rộng với những cái câu thơ trong bài thơ tiếng hát con tàu của nhà thơ chế lan viên này ví dụ như là à, cái gì nhở anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch vắt xôi nuôi quân em giấu giữa rừng đất tây bắc tháng này không có lịch bữa sôi đầu còn nhớ tỏa mùi hương này hay là nhớ Ừ, OK, hay là nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi à, đất đã hóa tâm hồn này đúng không? Hay là bài thơ đồng chí của nhà thơ Chính Hữu này, hay là bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên này, đấy, hay là bài thơ hoan hô chiến sĩ điện biên của nhà thơ tố hữu này, tức là những cái bài thơ mà liên quan tới cách mạng tới người lính tới nỗi nhớ niềm thương thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để liên hệ ở đây. OK chưa nào? nhá Rồi chúc các đối thủ thi tốt được không? Có bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các em thôi. Ngày hôm nay rất cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho chị và lên xem phần phát trực tiếp này. À, cảm ơn các em vì đã dành sự quan tâm cho học văn chị Hiên và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần à, à, chữa đề tiếp theo, những cái phần hướng dẫn học văn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.